người đứng đầu chính phủ Ukraine cáo buộc EU cố tình giữ lại 8 tỷ euro trong khoản ngân sách đã cam kết viện trợ cho Kyiv trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 6. EU vào tháng 5 đã hứa sẽ viện trợ Ukraine 9 tỷ euro dưới dạng trợ cấp và các khoản vay lãi suất thấp. Hồi đầu tuần, Phó Tránh Văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng Ukraine tới nay mới chỉ nhận được 1 tỷ euro viện trợ từ EU và cáo buộc một số quốc gia EU, bao gồm Đức, đang chặn việc chuyển 8 tỷ euro còn lại. Ông Zelensky cho rằng việc EU chỉ mới viện trợ 1/9 số tiền theo cam kết và tạm ngừng phân bổ 8 tỷ euro đã gây ra sự trì hoãn trong việc viện trợ tài chính vĩ mô cho Kyiv. Tổng thống Ukraine hy vọng rằng đây chỉ là động thái sai lầm và sẽ được sửa chữa. Khi chiến sự với Nga tiếp tục diễn ra căng thẳng trên khắp các mặt trận, Ukraine đang đối mặt với lỗ hổng lớn trong ngân sách. Kyiv nhiều lần ước tính rằng nước này cần khoản ngân sách khoảng 5 tỷ đô một tháng để vận hành chính phủ, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra và nền kinh tế nước này gần như sụp đổ. Động thái giảm viện trợ của EU diễn ra trong bối cảnh khối này đang lo ngại về các vấn đề kinh tế mà họ phải đối mặt, cũng như các cuộc tranh luận đã bắt đầu xuất hiện trong nội bộ về việc hỗ trợ Ukraine. Việc khoản viện trợ bị giảm có thể là do Đức cố gắng thuyết phục EU cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế thay vì cho Kyiv vay thẳng. Một quan chức Đức cho hay, Berlin không muốn chịu thêm gánh nặng về việc bảo lãnh các khoản vay của Ukraine và đã yêu cầu các thành viên khác tham gia nhiều hơn. EU đang đối phó với tỷ lệ lạm phát ngày càng gia tăng sau khi áp các lệnh cấm vận Nga. Đức đã quan ngại về kịch bản Nga có thể khiến Moscow cắt nguồn khí đốt cho châu Âu. Nền kinh tế Đức có thể suy thoái nghiêm trọng nếu động thái này diễn ra.